Jogo Satoru, chiếu thuật sư mạnh nhất trong giới chiếu thuật ở thời điểm hiện tại, và giờ thì anh đang đi tù. Mình đùa thôi, nếu các bạn theo dõi Jujutsu Kaisen đã lâu thì hẳn sẽ biết hiện giờ Satoru đang bị phong ấn trong ngục cương môn và đang chờ để được nhóm của Itadori giải cứu. Jigen đã hướng dẫn cho các học trò của ông thầy vui tính này cách để có thể gỡ bỏ phong ấn của ngục cương môn, và để làm được điều đó thì chắc chắn sẽ rất là khó khăn rồi. Nhưng hôm nay mình sẽ không nói về cách để có thể phá hủy phong ấn của Satoru, mà mình sẽ nói về sức mạnh của ông thầy này. Vậy nên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem Satoru là người như thế nào mà phải khiến cho Geto phải phong ấn sức mạnh của anh trước khi hồi sinh Sukuna nhé. Chào mừng các bạn đến với Ben Chơi Điện Tử, và mình là Ben. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về sức mạnh của Gojo Satoru bá đạo như thế nào nhé. Và để biết được Satoru mạnh như thế nào thì mình sẽ phân chia sức mạnh của ông thầy này thành hai phần. Phần thứ nhất sẽ là sức mạnh tổng thể. Chúng ta sẽ điểm qua sức mạnh thể chất, tốc độ phản xạ và kỹ năng chiến đấu. Thứ hai sẽ là sức mạnh thuộc thức. Ở phần này thì mình sẽ nói về sức mạnh thuộc thức và sức mạnh của những thuộc thức mà Satoru sở hữu. Đầu tiên chúng ta hãy cùng nói về kỹ năng tổng thể trước nhé. Sức mạnh thể chất. Satoru sở hữu một sức mạnh thể chất cực kỳ khủng khiếp. Anh dễ dàng áp đảo một chú linh đặc cấp như Jogo một cách dễ dàng trong cuộc đấu tay đôi. Ngay cả khi có Hanami hỗ trợ thì cả hai vẫn không phải là đối thủ của Satoru. Trong sự kiện Shibuya, Gojo đã không cần dùng đến thuật thức vô hạ hạn của mình, mà chỉ cần dùng đến chú lực để có thể đánh cận chiến với Hanami và Jogo. Dẫu vậy, cả hai đặc cấp này được cho là mạnh bằng 8 hoặc 9 ngón tay của Sukuna, nhưng vẫn không thể nào áp đảo được Satoru. Ông thầy này có vẻ như dễ dàng bắt kịp được tốc độ của Jogo và Hanami, và dùng sức mạnh của mình để bẻ gãy tay của Jogo, hay là nắm lấy hai chiếc sừng của Hanami và lôi hai chiếc sừng này ra khỏi cơ thể của Hanami. Ngay cả khi chiến đấu với Jogo và Hanami, cộng thêm Chōsō giúp sức trong thời gian khá dài, nhưng Satoru vẫn không có dấu hiệu mệt mỏi. Thậm chí là khi còn là học sinh tại trường chú thuật, thì thể chất của Satoru cũng cực kỳ khủng khiếp. Và thêm nữa là sức chịu đựng của anh cũng rất cao khi có thể sống sót sau khi bị Toji xiềng một thanh kiếm vào người. Và đỉnh điểm là Satoru khi bị Toji dùng chú cụ đặc cấp Thiên Nghịch Mâu đâm vào cổ họng, và nó đã gần như xé toạc cổ họng của Satoru, nhưng anh vẫn không chết và vẫn có thể quay trở lại để báo thù. Tốc độ và phản xạ. Vừa rồi là sức mạnh thể thuật của Satoru, vậy thì khả năng phản xạ của ông thầy này thì sao? Câu trả lời đó là gần như là hoàn hảo. Nhờ có lục nhãn mà Satoru có thể đọc được mọi chuyển động của những ai sở hữu chú lực. Chính vì thế mà Gojo gần như không có một điểm chết nào trong khả năng phản xạ khi chiến đấu với các nguyên hồn đặc cấp hay các chú nguyên sư. Satoru dễ dàng né tránh mọi đòn tấn công của kẻ thù ngay lập tức và phản công lại với tốc độ cực kỳ khủng khiếp, khiến cho đối thủ không kịp nhận ra. Jogo sau khi giao chiến với Satoru đã học được bài học thích đáng khi dám xem thường ông thầy này. Đó là hắn phải ăn cả đấm lẫn đá của Satoru mà không kịp làm bất cứ điều gì. Nhưng như vậy vẫn là chưa hết. Như vừa nãy mình đã nói thì Satoru đã bị Toji xiên que tới 2 lần khi anh còn là một học sinh. Và dẫu vậy, cả 2 lần Satoru vẫn kịp dùng chú lực để cường hóa cơ thể đúng lúc, mà nhờ đó anh vẫn có thể sống sót. Trí tuệ và chuyến thuật. Nếu như người xưa thường hay nói, hữu dũng thì vô mưu, còn trường hợp của Satoru thì anh vừa hữu dũng mà vừa mưu mẹo. Với kiến thức siêu phàm và IQ vô cực, Satoru chính là người có khả năng chiến thuật đỉnh cao bậc nhất giới chú thuật sư. Anh dễ dàng đánh lừa Hanami khi giả vờ đuổi theo Jogo, đã giải trừ lĩnh vực chuyển duyên của mình để dùng chú thuật tấn công. Nhưng hắn đã không biết, gã thầy này với tính cách có phần hơi điên đã lên kế hoạch để lừa hắn. Ngay sau đó, Hanami đã bị bẻ chiếc sừng. Dù cho hắn không có người yêu và bị Satoru đồ sát không thương tiếc. Ngay sau khi ăn một cú lừa của Bích Phương, của ông thầy Satoru, và ngay cả khi bị các quyền hồn đặc cấp dùng người dân để làm lá chắn, Satoru vẫn có thể bình tĩnh lên hàng loạt phương án để đối phó cùng một lúc 4 nhân vật mang sức mạnh đặc cấp là Jogo, Hanami, Mahito và Chōsō. Và khi nhận thấy phương án tốt nhất để có thể bảo vệ người dân và giữ thiệt hại ở mức tối thiểu, Satoru đã ngay lập tức dứt khoát ra tay tiêu diệt hơn 1.000 người bị biến đổi trong 5 phút tại nhà ga Shibuya. Sự thông thái của Satoru còn được thể hiện khi chỉ cần liếc qua một cái là biết ngay Chōsō là một trong 9 chú thầy cửu tướng đồ, và biết rằng Chōsō không đáng ngại bằng Jogo và Hanami. Hay như lần bảo vệ Riko trước một chú nguyên sư, Satoru cũng dễ dàng nhận ra thuật thức phần thần của hắn cũng như cách nó hoạt động. Từ đây có thể thấy Satoru không những vừa cao to, mạnh mẽ, đẹp trai mà còn rất là thông thái nữa, đúng không nào? Và sau khi tìm hiểu về các kỹ năng tổng thể của Satoru rồi thì giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với các thuật thức của ông thầy này nhé. Thuật thức đầu tiên phải nói đến Limitless, hay còn dịch là vô hạ hạn, là thuật thức bẩm sinh của Satoru và chỉ có những người thuộc gia tộc Gojo, một trong tam đại gia tộc của giới chiếu thuật mới có được. Với thuật thức này, Satoru gần như không thể bị đánh bại,
Dù cho đó là những đòn tấn công vật lý hay là dùng chú lực thì cũng không bao giờ chạm vào được anh. Vua Hạ Hạng hoạt động dựa trên nghịch lý Aichi và con rùa cực kỳ nổi tiếng mà mình tin chắc là các bạn đều đã biết. Satoru sở hữu thuật thức này từ khi sinh ra và nó cũng chính là thuật thức đặc trưng của anh. Theo như Satoru giải thích thì vô hạn hạn tồn tại ở khắp mọi nơi và Satoru có thể thao túng những vô hạn này, mà nhờ đó bất cứ thứ gì càng tới gần Satoru thì nó sẽ càng chậm lại tới mức khi mà nhìn thấy chúng, ta sẽ nghĩ rằng Satoru có một bức tường xung quanh cơ thể. Như mình đã nói, khi có bất cứ thứ gì càng đến gần anh thì nó sẽ càng bị chậm lại và nó phải vượt qua vô hạn khoảng cách giữa vật đó với Satoru như ông thầy này. Nhưng ông thầy này lại có thể dễ dàng vượt qua được khoảng cách này và chạm vào bất cứ thứ gì mà mình muốn. Chính vì thế, với thuật thức này, Satoru không thể nào bị đánh trúng và thuật thức này có tổng cộng 3 hình thức. Lợi hại là vậy, nhưng nó lại có một nhược điểm là rất khó dùng và Satoru khi còn là học sinh ở trường Tokyo cũng đã phải rất vất vả để có thể thi triển thuật thức này một cách chính xác. Vì vậy mà khi anh dùng được vô hạ hạn một cách tự động, Sogo đã lo lắng là não của Satoru sẽ bị nướng chín vì phải liên tục sử dụng thuật thức này. Nhưng Satoru đã giải quyết bài toán này bằng cách sử dụng kỹ thuật nghịch đảo, nhờ vậy mà não của anh sẽ luôn luôn được chữa lành khi bị tổn thương. Tiếp theo là hắc hiểm. Đây là một kỹ thuật thể thuật đặc biệt khi người dùng có thể hợp nhất chú lực của mình cùng đòn tấn công trong khoảng thời gian 0,000001 giây. Nhờ vậy mà mọi đòn tấn công sẽ có sức mạnh gấp 2,5 lần đòn đánh bình thường. Và một điều cần lưu ý đó là khi sử dụng hắc thiểm thì không gian sẽ bị biến dạng và người đã sử dụng hắc thiểm với người chưa từng sẽ có một sự chênh lệch lớn về chú lực. Satoru cũng có thể dùng hắc thiểm nhưng lại không rõ là anh đã dùng nó bao nhiêu lần. Tiếp theo là thuật thức thuận chuyển thương, là hình thức thứ hai của vô hạn chú thuật. Và ông thầy này sẽ tạo ra một quả cầu màu xanh với thuật thức thuận chuyển thương. Satoru có thể tạo ra trọng tâm trong một khoảng thời gian, trong một khoảng không gian cụ thể và có thể hút lấy mọi vật chất và nghiền nát chúng một cách dễ dàng, giống như lỗ đen. Gojo có thể tùy ý điều khiển trọng tâm của thuật thức này theo ý muốn và nhờ vậy mà gia tăng phạm vi hủy diệt của nó lên nhiều lần. Khi đối đầu với Tochi và không thể cảm nhận được hắn di chuyển vì tên này không có chú lực, Satoru đã dùng thương để phá bỏ toàn bộ điểm mù ở khu vực xung quanh và tìm ra Tochi. Sau khi dùng thương thì tầm nhìn của Satoru gần như là không có góc chết khi xung quanh là một bãi đất trống. Dù trước đó là các căn phòng và cổng của khu đền thờ, chỉ duy nhất vị trí của Gojo, nơi anh chọn làm trọng tâm, vẫn là còn nguyên vẹn. Thuật thức phản chuyển hách, đây là hình thức thứ ba của vô hạn và nó có tác dụng ngược lại với thương. Satoru sau khi dùng được kỹ thuật đảo ngược, thì anh đã dùng nó để đảo ngược lại thương, một quả cầu màu đỏ. Lúc này anh kích hoạt sự phân kỳ của vô hạn và gây ra một lực đẩy cực kỳ lớn, đẩy lùi mọi vật chất xung quanh. Satoru khi bắn một lực đẩy vào Tochi đã khiến cho hắn rất đau bởi những chấn động mà hách gây ra và khả năng hủy diệt của hách là gấp 2 lần so với thương. Hư thức là một thuật thức cực mạnh và là thuật thức mạnh nhất của Satoru. Để thi triển chú thuật này, Gojo sẽ cho thương và hách va chạm với nhau. Đây là hình thức không chính thức của vô hạn chú thuật và có rất ít người có sự hiểu biết về chú thuật và có rất ít người có sự hiểu biết về thuật thức này, ngay cả trong gia tộc Gojo. Satoru khi thi triển hư thức thì anh sẽ tạo ra một điểm kỳ dị tại nơi mà hai khối cầu thương và hách lồng vào nhau. Lúc này, các thương và hách sẽ kết hợp lại với nhau và giải phóng một khối lượng ảo vật chất và hình thành một quả cầu màu tím to hơn hai quả cầu thương và hách. Khi hư thức được bắn đi thì nó sẽ xóa sạch mọi vật chất trên đường đi của chính nó. Chính vì thế mà hư thức có sức mạnh gấp nhiều lần so với thương và hách. Tiếp đến là kỹ thuật đảo nghịch, là một kỹ thuật cực kỳ phức tạp mà không phải ai cũng có thể thành thạo được. Gojo sau khi bị Tochi làm cho trọng thương thì anh đã vô tình ngộ ra kỹ thuật này, đó là dồn năng lượng tiêu cực lại và nhân nó lên thành năng lượng tích cực thì anh có thể cường hóa cơ thể và chữa lành được các vết thương. Không chỉ vậy, Gojo còn có thể cho năng lượng tích cực chảy vào vô hạn chú thuật của mình để sử dụng hách và hư thức. Hiện tại thì Gojo vẫn chưa thể dùng kỹ thuật đảo nghịch để chữa lành được vết thương cho người khác mà chỉ có thể chữa lành cho bản thân mình. Bành trướng lãnh địa, có lẽ các bạn cũng đã quá quen thuộc với thuật thức này rồi đúng không nào? Vì dường như hầu hết các nhân vật mạnh mẽ trong Jujutsu Kaisen đều có thể sử dụng bành trướng lãnh địa. Với thuật thức này, Gojo có thể tạo ra một không gian siêu hình khiến cho kẻ bị nhốt bị hạn chế trong quá trình suy nghĩ và hành động vì não của họ sẽ bị ép tiếp nhận các loại kích thích và thông tin không ngừng nghỉ. Gojo có thể kiểm soát kỹ thuật này tuyệt vời tới mức có thể kích hoạt nó ngay lập tức và duy trì trong vòng 0,2 giây. Nhờ đó mà hạn chế ảnh hưởng của lãnh địa lên những người bị nhốt bên trong. Satoru cũng có thể khiến cho họ miễn nhiễm với lãnh địa bằng cách chạm tay vào người của họ. Dựng màn, Gojo có thể dựng lên một tấm màn trắng để bao quanh một khu vực nhất định.
nhằm ngăn một nhóm người hoặc một cá nhân nào đó không thể tiếp cận được khu vực dựng màn. Anh cũng có thể sử dụng được dịch chuyển tức thời. Sau thời gian luyện tập và mài dũa kỹ năng, Gojo đã có thể dịch chuyển tức thời trong một phạm vi rộng và hiện chưa rõ kỹ thuật này hoạt động theo nguyên lý như thế nào. Nhưng trong buổi giao lưu, ông thầy này đang bay trên trời và nhìn thấy Itadori cùng với Todo đang chiến đấu với đặc cấp Hanami. Satoru đã tin tưởng họ và dịch chuyển đến chỗ của thầy hiệu trưởng trường chú thuật Kyoto để đối đầu với chú nguyên sư Chujo. Chỉ trong nháy mắt thì ở một khoảng cách cực xa, Satoru xuất hiện ngay trước mặt Chujo, khiến cho hắn vô cùng phấn khích. Và sau đó thì tên này đã bị Gojo hạ chỉ trong cái chớp mắt. Cuối cùng là lục nhãn. Không có quá nhiều thông tin về lục nhãn, nhưng chúng ta cũng biết là nó đóng vai trò vô cùng quan trọng khi dùng vô hạ hạn. Đây là một kỹ thuật bẩm sinh của Satoru, được thừa hưởng từ gia tộc Gojo, và anh là người đầu tiên sau 400 năm sở hữu cùng lúc vô hạ hạn và lục nhãn. Nhờ vào lục nhãn mà Satoru có thể kiểm soát lượng chú lực cực kỳ điêu luyện khi thi triển thuật thức. Chính vì thế mà Yuta nói là Satoru không bao giờ hết chú lực trong một cuộc chiến, mà mỗi khi dùng chú thuật thì chú lực tiêu hao gần như là bằng không. Và đó là những sức mạnh cũng như những thuật thức của Gojo Satoru, chú thực sự mạnh mẽ nhất thế giới. Các bạn cảm thấy như thế nào về ông thầy này? Liệu mình có bỏ sót thông tin gì về sức mạnh của Gojo không? Hay để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận cho mình và mọi người cùng biết với nhé. Và nếu bạn thấy video này hay và thú vị, hãy để lại cho mình một like, một share để ủng hộ mình. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh cùng nút chuông thông báo nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với Bench Điện Tử, để không bỏ lỡ những video thú vị mà mình sẽ ra trong tương lai nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại.